Xin kính chào quý vị và bà con. Rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Khuyến Nông được phát sóng vào lúc 13 giờ 20 phút từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTC 16. Mở đầu như thường lệ là những thông tin Khuyến Nông đáng chú ý. Cuối năm là thời điểm hầu hết các trang trại, hộ chăn nuôi tái đàn, tăng đàn để có nguồn cung phục vụ cho thị trường Tết. Và đây cũng là thời điểm để người chăn nuôi phải chịu rất nhiều những rủi ro do những tác động bất lợi của thời tiết, của dịch bệnh. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng thú y và cả các cơ sở chăn nuôi chú trọng phòng ngừa dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, toàn tỉnh Vũng Tàu hiện có trên 6 triệu 600.000 con gia súc, gia cầm. Ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tiêm vaccine phòng dịch cho vật nuôi, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm trái phép, đẩy mạnh xây dựng các chuỗi, các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh và đầu tư chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Cuối năm và Tết Nguyên đán là dịp nhu cầu tiêu thụ thịt tăng mạnh, giá lên cao. Chủ động phòng chống dịch bệnh để giữ đàn vật nuôi cho thị trường Tết vừa giúp đảm bảo nhu cầu thị trường, vừa mang lại hiệu quả chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho nhà nông. Huyện Triệu Phong là địa bàn thấp nhất và trũng nhất của tỉnh Quảng Trị. Hàng năm thì mỗi mùa mưa lũ đến thì các địa phương nằm ven sông Thạch Hãn và sông Vĩnh Định đã bị ngập sâu và gây ảnh hưởng lớn tới việc chăn nuôi của bà con nông dân. Trước thực tế đó, người dân vùng rốn lũ đã có sáng kiến là xây chuồng trại cao hơn cho đàn vật nuôi. Mô hình này đã mang lại hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi và phòng bệnh cho đàn gia súc sau lũ. Để xây dựng một chuồng tránh lụt vững chãi trên các trụ bê tông cốt thép, kinh phí từ 30 đến 80 triệu đồng. Cái khó khi thực hiện mô hình này là nhiều hộ dân không đủ điều kiện để đầu tư xây dựng chuồng trại quy mô. Tuy nhiên, chính quyền xã Triệu Giang đã tích cực vận động người dân xây dựng mô hình nhà chống lũ để chăn nuôi lâu dài và thu nhập ổn định. Việc đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi cao tránh lụt thực sự là giải pháp thiết thực, hạn chế thiệt hại do thiên tai dịch bệnh gây ra, đem lại nguồn kinh tế đáng kể cho nhân dân. Hiện tại mô hình nhà tránh lụt cho đàn vật nuôi ở xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong đang được nhân dân không chỉ trong vùng mà nhân dân địa phương khác trong huyện tham khảo, học hỏi. Mặt khác, người chăn nuôi ở đây còn được tập huấn khoa học kỹ thuật và điều trị bệnh cho đàn vật nuôi. Nhờ vậy, hiệu quả từ chăn nuôi mang lại khá ổn định cho nhân dân. Với mục tiêu chọn ra những giống dâu tây cho năng suất, chất lượng cao và ổn định, hoàn thiện quy trình chăm sóc cũng như là đa dạng hóa nguồn giống dâu tây phục vụ cho công tác nhân giống để chủ động nguồn vật liệu sau này, huyện Bắc Hà của tỉnh Lào Cai đã ứng dụng thành công quy trình sản xuất dâu tây có nguồn gốc từ Nhật Bản rất hiệu quả, bền vững với sự tham gia tích cực của người dân địa phương. Qua thực tế trồng, chăm sóc tỉ mỉ theo đúng quy trình hữu cơ trong công nghệ hiện đại, cây dâu tây phát triển rất tốt và đang ra hoa kết trái. Đây là dâu tây giống mới, cho quả ổn định từ 250 đến 300 gram một gốc, trọng lượng từ 60 đến 70 quả 1 kg. Màu sắc quả khi chín đỏ hồng, độ đường Brix từ 14 đến 16, vị rất ngọt và có mùi thơm đặc trưng. Nếu mở rộng sản xuất, sẽ cho sản lượng cung cấp ra thị trường vẫn còn rất tiềm năng hiện nay, với giá thành rẻ hơn so với dâu tây nhập khẩu. Phát huy lợi thế vùng miền và điều kiện thổ nhưỡng trong những năm vừa qua, người dân ở huyện Lục Nam của Bắc Giang đã chuyển đổi mở rộng diện tích trồng na. Nhiều hộ gia đình đã áp dụng mô hình sản xuất na theo hướng hữu cơ, có sử dụng phân bón vi sinh do Trung tâm Khuyến Nông của tỉnh Bắc Giang triển khai. Cho tới nay, theo đánh giá thì tất cả các chỉ số từ khả năng phát triển của cây, lá, quả và cả chỉ số cải thiện đất cũng chiếm những ưu thế vượt trội, đem lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao. Tổng diện tích na trên địa bàn toàn tỉnh hiện vào khoảng 2.100 ha, chủ yếu tập trung ở một số xã trên địa bàn huyện Lục Nam. Na dai Lục Nam có mùi vị riêng biệt, màu sắc sáng bóng, khác hẳn với sản phẩm na của các địa phương khác. Đặc biệt, cây na có thể cho thu trái vụ với 3 vụ một năm. Đáng quan tâm là trình độ canh tác của bà con vùng trồng na ở huyện Lục Nam lại rất cao, nhất là việc làm chủ được kỹ thuật cho na ra quả trái vụ và ra quả trong thân. Năm 2020, na là loại cây trồng thứ hai được cấp chỉ dẫn địa lý sau vải thiều. Chính từ tiềm năng thế mạnh của loại cây trồng này, định hướng của ngành nông nghiệp là đưa cây na trở thành loại cây trồng thế mạnh trong đề án phát triển cây ăn quả của tỉnh trong giai đoạn tới.
Thưa quý vị và bà con, cá được nuôi trong ao nhưng lại như là được sống ở trong sông với nguồn nước chảy tuần hoàn suốt ngày đêm. Một mô hình nuôi cá mà sản phẩm làm ra được chế biến thành sản phẩm ăn liền như là cá kho niêu, chả cá, ruốc cá và tất cả thì đều được lựa chọn là sản phẩm ô cốp của địa phương. Đáng mừng hơn cả là mô hình này không chỉ làm giàu cho một cá nhân mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế cho hàng chục hộ dân trong hợp tác xã do anh Nguyễn Văn Hiếu ở xã Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam đứng đầu. Giữa năm 2019, anh Hiếu bắt đầu nhập các loại giống cá chấm rô phi đơn tính về nuôi thử nghiệm. Số lượng 1,1 vạn cá rô, 8.000 cá chấm với số tiền trên 300 triệu đồng. Theo tính toán của anh Hiếu, tổng số tiền anh đầu tư vào mô hình tại thời điểm đó đã lên tới hơn 3 tỷ đồng. Sau 6 tháng sau thì tôi thu hoạch cái lứa cá đầu tiên. Thì tôi cũng thu hoạch được 10 tấn cá rô phi thương phẩm và 15 tấn cá chấm cỏ thương phẩm. Sản lượng nó sẽ gấp 3 đến 4 lần so với cái nuôi cá truyền thống bây giờ đang nuôi. Và cái sản lượng, chất lượng thịt nó khác hoàn toàn. Và đặc biệt cái mô hình này nó là cái nông nghiệp bền vững và nó thân thiện với cái môi trường và mình quản lý được nguồn nước cũng như quản lý được cái dịch bệnh, quản lý được cái thức ăn của con cá. Anh Hiếu gọi cách nuôi cá sông trong ao này giống như là cho cá tập gym, thể dục hay thể hình. Bởi dù nuôi trong ao nhưng nguồn nước luôn chảy tuần hoàn, cá vận động không ngừng nghỉ nên khỏe mạnh và trông lớn. Tại khu vực ao nuôi cá, anh Hiếu cho lắp đặt toàn bộ hệ thống máng cám cho ăn tự động. Chỉ cần bấm nút, cám sẽ được phóng thẳng từng đợt xuống mặt hồ cho cá ăn. Do cá luôn nổi để hoạt động, người nuôi có thể xác định trọng lượng để điều tiết lượng thức ăn cho phù hợp, đồng thời tránh lượng cám dư thừa gây ra ô nhiễm nguồn nước. Cùng với đó, khu vực sau bể nuôi, anh Hiếu cho lắp đặt hệ thống thu toàn bộ phân, thức ăn thừa để dồn vào một bể chứa. Chất thải này sau đó được xử lý bằng men vi sinh, cuối cùng là quay vòng dùng để tưới cho vườn cây ăn quả, rau và cỏ xung quanh ao nuôi. Đối với công nghệ sông trong ao này thì ở phần cuối của bể đấy thì chúng ta có làm một cái hố đấy để chúng ta gom tụ phân ở đấy, sau đấy là chúng ta sẽ dùng cái xi sông để đẩy sang một cái bể khác và chúng ta sẽ sử dụng chế phẩm BM để chúng ta xử lý phân ở cái bể đấy. Đấy, xong chúng ta có thể là dùng phân đấy để chúng ta, như nhà anh Hiếu bây giờ là đang sử dụng cái phân đấy để chúng ta bón cho cỏ, và cỏ đấy chúng ta có thể là sử dụng để cho ví dụ như cá chấm cỏ ăn đấy thì cũng rất là tốt. Từ khi thành lập đến nay, anh Hiếu và hợp tác xã Hải Đăng đã tạo việc làm cho gần 20 lao động thường xuyên, thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Đây là mức thu nhập khá cao so với bình quân thu nhập của người dân địa phương. So với những công việc khác mình thường làm thì cái thu nhập nó cũng tăng lên. Ở đây thì bây giờ nó cứ ổn định thu nhập thì có thể đến chục triệu một tháng. Khác với các hợp tác xã sản xuất cá sông trong ao cả trước đây và hiện nay đang làm, tại hợp tác xã Hải Đăng, ngay sau khi thu hoạch lứa cá đầu tiên, anh Hiếu đã nghĩ ngay đến việc nâng cao giá trị của con cá cũng như giá trị sản xuất và thu nhập cho người nuôi cá bằng việc chế biến các sản phẩm từ cá. Tôi đã quyết định khi tiếp tục tham gia chế biến sâu để cung cấp đến tay người tiêu dùng, thay vì phải mua con cá tươi về để chế biến thì chúng tôi đã quyết định chế biến cá kho, chả cá, ruốc cá để cung cấp đến thị trường cho mọi người có cái sản phẩm đỡ phải mất nhiều thời gian về chế biến nó. Từng bước phát triển sản xuất theo chuỗi khép kín, theo hướng từ trang trại đến bàn ăn, hiện mỗi tháng anh Hiếu và hợp tác xã Hải Đăng đang chế biến khoảng 1 tấn cá nguyên liệu. Cũng mong rất là nhiều người mạnh dạn đầu tư sang cái mô hình nuôi sông trong ao này để có nhiều sản lượng hơn, chất lượng hơn để cung cấp ra ngoài thị trường. Từ giờ đến cuối năm, hợp tác xã cũng đã quyết tâm xây dựng thì cho ra tầm khoảng 20 tấn cá nguyên liệu nữa, thì nó rơi tầm khoảng, đặt mục tiêu tầm khoảng đến 3 tỷ đồng. Từ hiệu quả mô hình cho cá tập gym này của anh Hiếu, tỉnh Hà Nam đang định hướng sẽ tiếp tục duy trì mô hình, khuyến khích các địa phương tổ chức cho người dân tham quan, từ đó triển khai nhân rộng. Ô nhiễm
môi trường trong ao nuôi trong những năm qua đã trở thành một vấn đề khiến cho bà con đau đầu trong việc là tìm cách xử lý. Để nuôi trồng thủy sản không bị thất thoát, thua lỗ thì yêu cầu cấp thiết hiện nay đó chính là việc xử lý ao nuôi bị ô nhiễm kịp thời và hiệu quả. Một trong những biện pháp giúp xử lý ao nuôi bị ô nhiễm đó là sử dụng chế phẩm sinh học. Trong phần tiếp theo của chương trình, xin mời bà con hãy cùng theo dõi chuyên gia Nguyễn Thị Hà và chuyên gia sẽ hướng dẫn cách xử lý ao nuôi bằng chế phẩm sinh học sao cho hiệu quả. Nuôi thâm canh tăng vụ, mật độ nuôi cá dày, cho ăn các loại thức ăn công nghiệp. Đây là những nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước nuôi cá. Hiện nay trong nuôi trồng thủy sản, việc xử lý ao nuôi cá bị ô nhiễm thường rất khó khăn. Chế phẩm sinh học góp phần cải thiện môi trường ao nuôi, kích thích hệ vi sinh vật có ích phát triển, ức chế các chủng vi sinh vật gây hại cho cá và môi trường ao nuôi, hạn chế tối đa các nguồn phát sinh khí độc như H2S, CH4, CO2, NH3. Từ đó cải thiện môi trường ao nuôi, bổ sung nguồn dinh dưỡng cho môi trường ao nuôi, hạn chế các loại bệnh, tăng sức đề kháng cho cá. Xu hướng tất yếu là phải sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản. Bởi vì sao? Bởi vì là thứ nhất là nó tiết kiệm được rất nhiều các cái chi phí về hóa chất, về thuốc, về vitamin và một số các cái hỗ trợ khác. Cái thứ hai nữa là chế phẩm sinh học là nó sẽ là một cái mắt xích quan trọng trong việc phòng bệnh cho cá. Mà trong nuôi trồng thủy sản thì bao giờ cũng lấy mục tiêu là phòng bệnh là chính. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại chế phẩm sinh học xử lý ao nuôi bị ô nhiễm. Trong đó thì chế phẩm IM là một trong những chế phẩm được sử dụng phổ biến bởi giá thành rẻ hơn và từ một lượng IM gốc có thể dễ dàng tạo ra IM thứ cấp, cấp 2, cấp 3 giúp tiết kiệm chi phí. Mật xỉ đường thì cái cách kiểm tra chất lượng mật xỉ đường ấy, cứ 1 lít mật xỉ đường nó phải bằng 1,4 đến 1,5 cân thì nó mới đảm bảo được chất lượng cái mật xỉ đường. Mật xỉ đường mà chỉ 1 lít bằng 1 cân ấy, là cái chất lượng nước nhiều mà mật xỉ đường nó ít. Khi đi mua ấy, là phải chúng ta biết được như thế để chúng ta có thể lựa chọn những cái hàng tốt nhất. Và bây giờ là cô sẽ đưa cho cháu cái chế phẩm sinh học, mà đây là chế phẩm sinh học gốc của nó. Nó sẽ có màu trắng sữa, hơi hanh vàng và nó có mùi hôi, rất hôi, mùi hôi của con bacillus. Đấy, nếu mà chúng mua mà cái chế phẩm mà nó không có cái mùi hôi đấy mà nó lại có cái màu vàng nâu thì đấy là họ đã nhân lên rồi. Cái can men gốc này tuy đắt nhưng mà nó lại tính ra rất là rẻ. Để làm IM thứ cấp, cần chuẩn bị các dụng cụ và nguyên liệu như sau. 1 lít chế phẩm IM gốc, 1,2 kg mật rỉ đường tương đương với 1 lít, có thể thay thế bằng đường tán, đường nâu, nước hoa quả. 18 lít nước sạch là nước sinh hoạt dùng để ăn hoặc uống được như nước giếng, nước sạch đóng bình. Lắc đều lên đã, lắc đều đậy nắp. Mở ra thấy có mùi hôi không? Có. Mùi hôi đấy là mùi hôi của bacillus. Nếu mà không có mùi hôi thì nó không phải là men gốc. Tránh để rớt ra ngoài nha. Rớt ra ngoài tí nào phí tí đấy đấy. Đến cái vạch chưa? Chưa đúng không? Đến rồi. Cái màu nó phải như thế này khi mà mình kiểm tra. Màu nâu rồi là nó có màu mật chỉ đường. Cái này có thể để được 2 năm. Còn cái nhân này thì mình sẽ để được 3 tháng. Nếu như trong trường hợp mà cháu bận việc, nhiều việc ấy, thì cháu có thể cháu nhân lên một lúc xong là cháu dùng trong 3 tháng. Cháu đảo đều cho nên nó thành cái màu nâu đen này. Nó thành cái màu nâu đen này xong là cháu lấy sục khí 12 tiếng nhé. Đấy. Cháu cắm sục khí vào 12 tiếng nhé. Tại sao phải sục khí 12 tiếng ấy? Là bởi vì là khi người ta chế ra được cái men gốc này thì nó đang để ở cái dạng nghỉ thì nó chưa hoạt động. Đấy, chính vì vậy mà mình phải cho vào nước mà mình cho mật rỉ đường vào để mình kích hoạt nó lên để nó hoạt động. Mùa nóng thì mình chỉ ủ 2 ngày thôi là mình bón xuống ao được rồi. Bà con có thể sử dụng IM thứ cấp để bón trực tiếp xuống ao. Cứ 50 lít IM thứ cấp bón cho 1.000 mét vuông nước trong tháng nuôi đầu từ 5 đến 7 ngày một lần. Tháng thứ 2 sử dụng từ 3 đến 5 ngày một lần. Tháng thứ 3 trở đi từ 2 đến 3 ngày một lần. Ngoài ra, để hiệu quả hơn, bà con có thể kết hợp chế phẩm sinh học với hạt gieo lai tăng khả năng hấp thu các kim loại ammoniac, H2S, NO2. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho 15 phút phát sóng của chương trình Khuyến Nông ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.